Xin hỏi nhà tiệm mèo sen nha. Các bạn ơi, tiệm mèo sen hôm nay về thêm một bé mèo anh lông ngắn màu bi red rất là xinh nha mọi người ơi. Bốn chân tất trắng, cổ đều êm trắng, lông thảm rất là dày, mũi hồng, đệm chân hồng, tai cụp sát, má bánh bao rất là cute mọi người ơi. Đây, mọi người ơi, mặt em rất là cute này, bốn chân thì tất trắng luôn nha mọi người nhá, đệm chân này mọi người này, đệm chân màu hồng nha em ơi. Ôi sao mà xinh thế nhỉ, thế nào mà xinh trai thế nhỉ. Đây, mọi người ơi, bé rất là xinh nha, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hoạt bát, sẵn sàng về nhà mới luôn rồi. Xem là mở ưng đón bé chỉ việc liên hệ với tiệm chúng mình để rước bé về ngay nha. Ôi trời ơi, dễ thương chứ. 4 triệu rưỡi cho một em mèo anh lông ngắn màu bi red tai cụp mọi người nha. Mời. Trời ơi, một bé mèo mà chân đi tất màu trắng như này, đệm chân hồng như này mà ta lại còn cụp sát má bánh bao này nữa thì rất là hiếm nha mọi người nha. Form phây lông lá rất là đẹp. Bao phê mọi người ơi. Mèo này không mua thì mua mèo nào ạ? Trời xinh thế. 4 triệu rưỡi cho một bé mèo anh lông ngắn quá đẹp mọi người nha, tai cụp sát luôn. Xem nào ưng đoán bé thì liên hệ với tiệm chúng mình ngay đi ạ. Mình kết thúc video của em ở đây. Hẹn các bạn những video lần sau nha.